hành thành quả nhiều lắm, nhiều lắm này, một số cả đen, anh em nhìn này, cả đen này, kéo trắng này, cổ phi này, trôi này, dã man, này nó hót bạc rồi. Đây là cục mồi rất chất lượng của em, mồi mít, ủ chua, mồi này cực kỳ đặc là chất lượng các bạn. Mồi này có mồi này nên làm mồi chính này đánh không nhờ sợ móm, mồi ủ chua làm nên, mồi này là mồi chính. Đó anh em nào, cục tròn tròn. Đấy, cứ ba cái bom sao cho nó cân cân như lưỡi nhá. Nếu mà bóp không cân lưỡi giặt nó hơi lệch, lệch nó hơi trượt đấy. Cân cân giữa lưỡi này là ok. Đó, chuẩn luôn. Làm thêm cái cần của con nữa.
À đây rồi, thịt chó. Úi giời ơi, ui giời ơi. À đây rồi, thịt chó. Kinh nhỉ, đồ phi đào quả được của nó đấy. Ui to thế. Úi giời, dậy dậy dậy. Cắm làm sao được. Ai rồi thì cho anh em tô phi bự chưa. Gầy nhỉ, tô phi. Tô phi thiên nhiên gầy. Úi giời. Dậy dậy dậy. Ok. Đây, anh em nhìn xem. Úi giời, tài luôn. Úi giời. Khỏe lắm. Cái này có đấy, chục con mà cho thằng nằm gói tuyệt vời luôn đấy. À đây rồi, thịt chó. Đào quá. Rồi em nhìn, có phải bựa chưa. Úi hồ, tay các bạn cũng này. Cho rồi, cho rồi. Đấy, 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 hàng này đi. Cái câu phải có hàng thế. Anh em mình nhá, cần cứng giật con cá là nó khoai hẳn luôn đấy, vít nó sướng. Vít nó sướng anh em ạ. Quan trọng mồi nhạy, anh em bóp bóp linh thì nhớ bóp để cân trục nhá. Mình bóp cái này cũng mồi nó có thả xuống mà các bác cũng không không sợ là mất mồi đâu, bởi khi mồi nó tan nó chỉ nằm ở vị trí cái lưỡi này, nên cá nó đè vào trục chứ không là oẳng ngay. À. Hình như có hàng sao nhỉ? À, mút thì sao mà xuống ấy tụt luôn được nhỉ? Nếu là có hàng thì con này chắc chắn sẽ không bỏ mồi. Ông ngay, biết ngay không bỏ mồi. Bỏ làm sao được mồi. Ác quá bác ơi. Khiếp khiếp, hàng khủng ra khủng rồi. Chấm cỏ của chúng tôi. Đấy, con này khỏe lắm. Chạy. Con này phải dòng nó mệt đã anh em ạ. Khỏe lắm. Lại chậm quá. Lên bà. Lên bờ luôn, hàng. Nằm yên đấy. Mồi đánh trong trắng phê phết. Úi dồi, sẽ bỏ căng đấy em. Úi dồi. Úi dồi.
chấm cỏ thiên nhiên về chưa? Đã chưa anh em ơi? Đấy, nhìn chấm cỏ thiên nhiên đã chưa? Đúng ạ. Nhìn cho rõ ra nhé. Tươi luôn anh em ạ. Thế mà chết nhỉ? Xịt. Bọn này nó tình ăn lắm. Thế mà xịt anh em ạ. Tương đối là tình ăn. Đa quả cũng sâu phết được xịt. Sâu phết mà lại xịt. Đâu ngay, úi giời ơi, hàng ui đồ phi to, anh em nhìn đồ phi này cần tám mắt, có bầu lên trời, dã man chưa, đồ phi to, nhanh, dã man, ui, sướng quá. Ui, đồ phi bự. Con này nó là chất đấy. Chất anh em ạ. Cầu đồ phi to này nó chất thẳng luôn đấy. Mọc mỗi tí vào bò luôn. Dậy. Nằm yên. Càng dễ càng đóng sâu. Càng đóng sâu lại càng đau lại càng phải dậy.
Ui, này đóng sâu quá. Sợ yên cá mà. Anh em nhá, phải đèo ngoài nó vào tay chết. Ôi, Rô Phi à. Ôi. Đợi anh tí. À, ha ha nha. Rô Phi to quá. Ok ok, đợi anh đấy rồi. Vào dọ đã. Qua đã. Ừ, đó đó đó, mút mút mút, có hàng có hàng các bác ơi, có hàng. Anh em nhìn phao lục nó mút có sướng không, cảm giác này là hồi hộp nhất này. Mà khi cá nó mút rồi nó bỏ, anh em cứ yên tâm nhá, bởi vì cá nó đã hà mồi ấy, mút bỏ rồi sẽ quay lại, chắc chắn là sẽ quay lại, nên anh em cứ chờ thôi, chờ lúc nào nó vam thật sâu đấy các bạn, lúc nào mút thật sâu giật nó mới sướng cái ra đời. Bỏ mồi rồi sẽ phải quay lại. Nó cứ luẩn quẩn kiểu như cá nó cũng như con người ấy mà, nó cũng sợ bẫy. Nó thấy mồi nhưng mà nó cũng có phải đến thử xem tình hình thế nào đó nó mới dám ăn. Này hơi gió nhỉ. Thử xem thấy mồi ngon quá là mút thôi. Ui trời to. Trời trời trời. Ui. Ui dã man, ui nó không mất mà nó bong bong ấy. Bong chụp. Ui kinh thật đấy. Phí thật. Ui. Ui. Dã man anh em ơi. Cá khủng kéo hóng cá linh này. Cong cá linh sợ thật. Dã man. Không lắp vào rồi. Kinh thật đấy. Kinh thật, dã man, cong cá linh. Quá cá linh, chết con nào bự con này. Buộc cá linh mới anh em nhé. May là cong linh mà nó không mất lưỡi. Mất lưỡi của nó quả em luôn đấy. Câu chỉ sợ mất lưỡi các bạn. Lưỡi thì đắt tiền. Nó có phải một cái hộp mấy chục nghìn đâu. Tình em nói cái sai không? Cá cắn rồi cũng sẽ lại quay lại thôi. Anh em nhỉ? Cá cắn rồi cũng lại quay lại. Không thể nào chạy đâu là. Còn bự thật, cho nó đóng vào đuôi anh em. Nó quấy vào phát, nó bùng ra, nó không đóng vào mặt. Thank you.
xác định luôn. Đó mà chỉ có xác định thôi. Là gì ok. Hơi tiếc trong cuộc tình. Nghĩa đâu nhỉ? Hơi tiếc trong cuộc tình, tổng sợ thật. Vẽ cả linh đã biết đấy. Ôi giời, con gì vậy? Đóng sụp phì. À, giếc to ý. Dạ. Thấy đóng phát bay hẳn bờ kinh không? Sợ thật các bác ạ, giếc. Ủa, nhà mình thịt cá giếc trắng kìa. Ủa, tám hát đóng phát bay. Anh em ba, sợ xuống. Ủa cái này nó máu quá. Để em giấc bự cho rõ anh em nhé. Yêu hiu. Ủa sầu phì. Cá này cá đủ kìa. Ha, ủa sầu phì này nó hiểu bự anh em này. Con này to đấy, không phải bé đâu nhá. Bự chưa? Sáng thì lần mồi. Con này ăn mồi đầy bụng luôn. Wow, nhìn con Luffy đây rồi mình chưa. Đấy, câu lại Luffy này mới là đã các bạn này. Cái này phải cho vào gió nghe tức không mất. Phiu 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 phiu. Đã quá Luffy to. Ôi à. Bự chưa. Luffy to. Rồi, ok. Giờ mồi cuối này anh em này. Nó nóng vã hết mồi này nó cũng về thôi. Mồi này phải to đấy. Đây mùa này em nói chung là cho ít bột mì nó không được dẻo lắm nên là em muốn là khi mồi mình nó nằm ở lưới các bạn này, khi mình thả cục xuống ấy, nó tan nó nằm xung quanh ở vùng lưới là cá bảo đẻ. Nhiều em cứ bảo là cục mồi to cá nằm thì sao mà nó đẻ được, nhưng không phải nhé, xuống thảo đúng tiện mồi nó tan nó cứ nằm xung quanh lưới ấy. Cá vào đẻ nó quẳng thôi. Sao mồi to bắt cá to không ạ? Mồi to bắt cá to đây. Giờ làm sao để quên tháng như sầu trong tim, ngày nào dòng trời đã bỏ quên yêu sao. Có lại cứ để thật sâu cũng mút mới giặt.
phao này sợ quá. Cho em xin cần này, cần của em này, ấy hoa nhìn này phao. Cái bữa này nhấp bóng luôn, các bác nhìn chưa? Dã man chưa? Cái to nói rồi nói, cần nhấc này nó mới hơi không không. Rồi. Quá đẹp. To luôn. Rồi con này còn cuối ngày anh em nhé. Các bạn hãy qua cho tiếp theo về đây. Ngày là bữa lạc vẫn một túi đựng cần. Toàn đồ phi mự. Đẹp luôn.